Thưa quý vị, mùa du lịch cao điểm ở Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Bởi đây là dịp hè, thời tiết ấm áp, cho nên thời gian này được xem là thời điểm hoàn hảo để các bạn trẻ nghỉ xả hơi, vui chơi, du lịch một cách thoải mái. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các phượt thủ, thường chọn xe gắn máy hay là mô tô cho chuyến đi phượt của mình bởi sự tiện lợi, thoải mái, đặc biệt là thỏa đam mê vi vu, ngắm khung cảnh. Hiện nay, việc an toàn khi đi xa rất được các phượt thủ chú trọng. Trước khởi hành chuyến đi của mình, các bạn tìm đến các cửa hàng chuyên dụng cung cấp các phụ kiện an toàn, trang bị cho mình nhiều vật dụng cá nhân cần thiết. Ngoài chiếc mũ bảo hiểm ra, em còn trang bị thêm là áo giáp, găng tay với lại giày giáp nữa. Thì những cái này, thứ nhất là nó sẽ bảo vệ những cái bộ phận của mình. Ngoài cái đầu ra thì bảo vệ tay, chân, người nữa. Nó còn thời trang nữa. Theo các bạn trẻ, mũ bảo hiểm nửa đầu tuy gọn nhẹ nhưng lại chỉ bảo vệ được đại não chứ không có tác dụng với những phần bên dưới. Giải pháp là đội mũ full face khi tham gia giao thông, thậm chí là lúc di chuyển trong nội thành cũng nên dùng mũ full face để được bảo vệ toàn diện nhất. Khi đi xa thì nó full face nó sẽ đảm bảo là cái độ bảo vệ an toàn nhất cho cái đầu của mình. Ví dụ như là bảo vệ mặt, bảo vệ phần óc, phần đầu của mình đỉnh đầu thì đi xa nó an toàn với lại nó cản gió rất là tốt cho cơ thể. Dạ, thì bình thường mọi người đi phượt mới trang bị giống như nón, găng tay hoặc là thêm mấy cái đồ bảo hộ và túi chống nước để đựng đồ khi đi mưa. Thì này em thường ngày em đi làm em cũng vẫn đội nón hoặc là mang găng tay thôi. Tại vì em đội nón cũng quen rồi nên là đội bảo vệ an toàn cao với lại nó đẹp nữa. Đối với một phượt thủ chuyên nghiệp, các phụ kiện bảo vệ hay mũ bảo hiểm thường được xem là một bảo vật bất ly thân, từ đó thỏa mãn được niềm đam mê khám phá và chinh phục những con đường mới mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân của các phượt thủ. Con gái mà còn chạy xe phân khối lớn nữa thì nó cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp khi mà mình truyền tải những cái thông điệp này tới những cái bạn trẻ để cho các bạn hiểu thêm về cái tầm quan trọng của nón bảo hiểm cũng như là đồ bảo hộ khi đi xe máy để cho các bạn bảo vệ an toàn cho các bạn cũng như là đó là cái sứ mệnh của em. Dạ. Thưa quý vị, còn gì phấn khích bằng cảm giác khi băng qua nhiều đoạn đường đèo có nhiều khúc cua hiểm trở và cả những dốc cao, những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam. Các phượt thủ này đã khác xưa, đã biết chủ động đầu tư hơn cho sự an toàn khi di chuyển. Việc bảo vệ an toàn này không những tốt cho các phượt thủ mà còn tạo một hình ảnh đẹp chuyên nghiệp trong việc tuân thủ an toàn giao thông khi di chuyển trên đường. Và hơn hết chính là đảm bảo cho tính mạng của các bạn để tiếp tục khám phá các hành trình mới mẻ khác trong tương lai.